Đời Mới Truyền Thanh. Tạp chí Đời Mới Truyền Thanh. Cơ quan tuyên truyền và phổ biến kiến thức của Hội Người Mù Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí hào hùng của những ngày tháng năm lịch sử, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa phấn khởi tự hào kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Song song với những hoạt động ấy, tại các cấp hội trong cả nước, không khí thi đua sôi nổi đang tràn ngập nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày thành lập hội và hội nghị tổng kết công tác thi đua lần thứ hai. Tạp chí Đời Mới Truyền Thanh số 151 ra tháng 5 năm 2015 sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn không khí vui tươi phấn khởi ấy qua những nội dung chính sau đây. Sau phần tin hoạt động của các địa phương là các bài phản ánh về lớp tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ mù tỉnh Thái Bình, Hội Người Mù Thừa Thiên Huế kết quả sau 5 năm thực hiện công tác thi đua và bài Sáng lên niềm tin. Trang văn nghệ có bài thơ Tháng Năm Nhớ Bác và tản văn Lời Tri Ân Chân Thành. Chuyên mục phổ biến kiến thức, chúng tôi sẽ chuyển đến các bạn bài viết Những bệnh thường gặp khi ngồi nhiều. Trong mục Đất nước con người, chúng ta cùng ôn lại tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trang quốc tế kỳ này mời các bạn nghe phản ánh về hội nghị thường niên của Hội Người Mù Thái Lan và Diễn đàn Cộng đồng Người Mù ASEAN lần thứ 3. Trước hết, mời các bạn theo dõi phần tin.